Xin thưa các bạn, trận đấu sắp diễn ra là kèo hẹn đánh như sau. Ở bên này Châu cầm miếng gạch tàu và chầm một kỳ đánh thiên dài 2 mét. Ở bên kia Thiện nhỏ và chanh thép dòng ghiền đánh kỳ sang dài 12 mét luôn. Đây Idol Hensi đang đứng kế bên cái ống kính đây. Sẽ đấu đánh 12 điểm các bạn. Số 17 là Trầm. Còn ở trần cặp miếng gạch này là Châu. Bên kia Thiện nhỏ bằng áo đen, chanh là thép ở trần. Ủa sân dài 12 mét nãy sẽ quýnh 5 mét 6 mét hả người ta? Ừ. Một pha giật kỳ không chính xác của Thiện nhỏ. Bóng ngoài. Chứ sao 3 nãy giờ? Điểm trên miếng gạch 1 0. Anh canh biên dọc á, anh Thạnh đi nghe em la cho. Một pha chạm bóng quá đẹp của thép. Một đều. Gạch nó khó chịu quá ha. Tập trung đi Trầm, đừng áo Trầm. Vô. Bóng ngoài. Điểm cho Thiện nhỏ và thép 2-1. Yo.
hay quá, hai bên giờ kia. Bên giờ kia quá đẹp quá chồng. Điểm cho bên miếng gạch hai điều. Vô. Một pha đá bóng không thành công của thép. Điểm cho bên miếng gạch 3-2. Quýnh này họ bên kia hết lực. Quýnh này thấy nhẹ thấy. Bên này thấy ít tốc lực hơn bên kia. Bóng ngoài. Tiếp tục là điểm số cho miếng gạch 2-4. Thấy không đủ giới rồi. Vô. 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 Bóng ngoài. Điểm cho thượng nhỏ và chân nó thép 3-4. Bóng ngoài. Tiếp tục là điểm số cho thiện nhỏ và chân thép 4-4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bốn đều nha, cũng được chơi luôn à. Pha đá bóng lỗi của Châu điểm 5-4 cho thị nhỏ vào thép. 12 hay quá. Hey, mấy Châu ơi, pha cứu bóng quá nhiệt tình của thép nhưng pha cứu bóng không thành công. 5 điều cho tên mình miếng gạch. Yo. Khỏe. Cái video mà mấy thằng Campuchia nó quay nói chuyện chữ lộn, nó suốt từ đầu mỗi cái mùa hai nay mình quay thì nó thinh hoài. Nó có gì mà nó nói tao nói giống như chữ lộn mà từ đầu video đến cuối video liền nó không biết nó có giống gì nữa. Pha đánh bóng tách biên quá đẹp của Châu nâng điểm số cho tên miếng gạch. 6-5 hai bên đổi sân. Cùng giờ bỏ quên quấn chết nữa. Đi có bàn quấn, mà đeo có bàn quấn rồi. Sẽ đấu tiếp tục điểm 6-5 hai bên đổi sân. Pha kêu lỗi của Thiện. 7-5 cho tem miếng gạch. Hay quá ha. Và trả bóng quá khó chịu của Châu. 8-5 cho tem miếng gạch.
pha đánh bún lõi của Châu 6-8 cho thuyền nhỏ và thép. Sẽ tiếp tục điểm 6-8. Bóng ngoài. Điểm 7-8. Đó thấy chưa? Chung vô kìa. Điểm 7-8. Can. Pha cái bóng lỗi của thép. Điểm chín gạch 97. Điểm 97 cho bên mới gạch các bạn. À không, cái mới gạch là gạch quánh khó chịu. Vô anh. Hay quá thiệt ơi. Quýnh cái này hấp pin bên đây luôn. Thép. Vô anh. Vô. Hay quá. Vô. Thép không hủ rồi. Điểm cho bên miếng gạch 18. Sẽ tiếp tục điểm 17 cho bên miếng gạch. Bên miếng gạch là Trầm và Châu. Bên đây thì nhỏ và thép. Hay quá, miếng gạch tay nó dài. Bóng ngoài. Điểm cho thì nhỏ và thép 80. Điểm 80 cho bên thiện nhỏ và thép. Chậm đều bóng hay quá. Yeah.
4 ngoài. 11 8 cho bên miếng gạch. Rồi. 11 8 cho bên miếng gạch, điểm cuối các bạn sẽ đấu đánh 12 điểm. Bên miếng gạch là Châu và Trầm. Bên này thì nhỏ và thép. Đánh miếng gạch đó, không tốn lực gì chứ. Kỳ tốn lực quá. Hay không? Cái đó giống người ngoài quá ta. Nó kêu can, nói gì không? Bốn trong sân. Điểm cho thì nhỏ... 9-11. Mười một đều. Điểm 9-11 cho thiện nhỏ và thép. Hay quá. Vô anh. Vô. Đi khó chịu, khó chéo bên tay. Thép. Bởi vậy quýnh cái này hao lực bên đây dữ lắm. Quấn anh tập trung thép lùi về hết. Kết thúc trận đấu đã giành phần thắng về cho bên Ma Châu và Trầm. Rồi mấy nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.